Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm được. Tổng thống Trump và Biden hòa nhau sau hai điểm bỏ phiếu đầu tiên. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức bắt đầu lúc 0 giờ ngày 3 tháng 11 tại bang New Hampshire, tức là 12 giờ Việt Nam. Khi người dân thị trấn Dixville Notch và Millsfield, Bỏ phiếu. Đây là hai trong ba thị trấn luôn duy trì truyền thống bỏ phiếu sớm nhất nước Mỹ từ 60 năm qua. Theo Daily Mail, ở điểm bỏ phiếu, đầu tiên là thị trấn Dixville Notch. Ứng viên Joe Biden giành được 5 phiếu, trong khi tổng thống Donald Trump không có phiếu bầu nào. Tuy nhiên, tại thị trấn Millsfield, điểm bỏ phiếu thứ hai ở New Hampshire, tổng thống Trump đã giành chiến thắng 21 cử tri đi bầu. Ông Trump giành được 16 phiếu, trong khi Biden được 5 phiếu. Trong cuộc bầu cử năm 2016, tổng thống Trump cũng giành chiến thắng tại đây với 16 phiếu, còn ứng viên Hillary Clinton được 4 phiếu các điểm bầu cử khác trên khắp nước Mỹ sẽ bắt đầu mở cửa từ 7 giờ ngày mùng 3 tháng 11, tức là 19 giờ theo giờ Việt Nam. Phó Tổng thống Huawei đột tử tại thẩm quyến. Hôm mùng 2 tháng 10, The Irish Times đưa tin ông Joe Kelly, doanh nhân Ireland, phó tổng giám đốc truyền thông của hãng viễn thông khổng lồ Huawei, đột nhiên qua đời ở Thẩm Quyến, hưởng dương 55 tuổi. Tại thời điểm này, bài viết này được xuất bản chính quyền Trung Quốc vào Hồ Quê vẫn chưa có hồi đáp chính thức về thông tin này. Ông Kelly sống ở Thẩm Quyến, Trung Quốc nơi Hồ Quê đặt trụ sở chính. Ông làm việc ở Hồ Quê vào cuối năm 2012 với vai trò phó chủ tịch phụ trách truyền thông công ty và đưa gia đình từ London đến Trung Quốc đại lục. Trước đó, ông đã giữ các vai trò tương tự cho một số công ty khác, bao gồm BT, Macroni và Xerox. Trước đây, ông từng là phóng viên về mảng kinh doanh và công nghệ cho một số ấn phẩm khi xuất hiện thông tin về cái chết của ông Joe Kelly, nhiều cư dân mạng Trung Quốc bàn tán sôi nổi. Năm xưa, khi doanh nhân người Anh Neil Haywood liên quan đến vụ án Bạc Hy Lai, chết không có ai nghi ngờ gì. Về sau sự kiện Vương Lập Quân bị phanh phui mới biết được ông ấy bị sát hại. Muốn rút khỏi đoàn thể hắc bang ở cao tầng của Huawei, nhưng đâu có dễ thế khả năng là ông đã biết quá nhiều nên bị đột tử. Còn có cư dân mạng nói với cấp bậc của ông đều ngồi hạng thượng gia, ý là lẽ nào về sau đã bị giám sát, ông biết quá nhiều bí mật. Ai làm bề đỡ cho cộng sản Trung Quốc thì làm sao có kết quả tốt đẹp. WO cuối cùng đã thừa nhận Đài Loan chống dịch tốt. Taiwan News đưa tin trong một cuộc thẩm phỏng vấn của Guardian được công bố vào thứ hai ngày 2 tháng 11, người phát ngôn tổ chức y tế thế giới WHO, tiến sĩ Margaret Harris, đã ca ngợi Đài Loan xử lý tốt đại dịch viêm phổi vũ hán, tức là COVID-19. Tiến sĩ Margaret Harris đã giải thích lý do tại sao WHO không khuyến nghị các quốc gia phong tỏa hoàn toàn. Thay vào đó, bà Harris đề xuất kiểm tra truy dấu vết cách ly và đề cập đến việc đài loan sử dụng các kỹ thuật này để tránh việc phong tỏa hoàn toàn bà harris chủ động ca ngợi đài loan là nơi có sự quản lý tốt nhất tuy nhiên bà không đề cập đến đài loan là một quốc gia mà là một trong những nền kinh tế châu á kiểm soát virus tốt hơn dường như điều này nhằm tránh sự tức giận của bắc kinh Tổng thống Trump kết thúc chiến dịch tranh cử, ông ta sẽ giữ giấc mơ Mỹ vĩ đại. Theo Breitbart, Tổng thống Donald Trump đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử năm 2020 bằng một sự kiện ở Grand Rapids, Michigan vào sáng sớm thứ ba ngày 3 tháng 11 và cam kết chúng ta sẽ giữ giấc mơ Mỹ vĩ đại của mình. Ông Trump phát biểu, một phiếu bầu cho Biden chính là một sự trao chìa khóa vào chính phủ cho những người không thích các bạn, không tôn trọng các bạn và muốn cướp khỏi tay con cái các bạn giấc mơ Mỹ. Chúng ta có một giấc mơ Mỹ vĩ đại, chúng ta sẽ không để nó xảy ra. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta sẽ giữ giấc mơ vĩ đại của chúng ta. Một lá phiếu cho Biden là một lá phiếu trao quyền kiểm soát chính phủ cho những người theo chủ nghĩa toàn cầu, những người cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, những kẻ đạo đức giả, giàu có theo chủ nghĩa tự do và tất cả những kẻ muốn bịt miệng, kiểm duyệt và trừng phạt các bạn. Ông tiếp tục, nếu mọi người muốn được an toàn, muốn phẩm giá của mọi người được tôn vinh, nếu mọi người muốn cuộc sống được đối xử bằng đạo đức và sự tôn trọng thì tôi đề nghị Ngày mai mọi người hãy đến khu bầu cử và bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu cho tôi." Tổng thống Trump nhấn mạnh, "Hãy nhớ những gì tôi đã nói 4 năm trước, tôi chính là tiếng nói của các bạn và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và đó chính là những gì chúng ta đang làm hiện nay." Chính trường Việt Nam rung động vì tin kỷ luật ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình Ủy ban Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình, hiện là trưởng ban Kinh tế Trung ương, cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban Kinh tế Trung ương vì những vi phạm nghiêm trọng khi còn là thống đốc ngân hàng nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ra thông cáo nói họ đã xem xét kết quả thẩm tra, xác nhận, xác minh nội dung phản ảnh liên quan đến ông nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương họ nói đã kết luận rằng trong thời gian giữ cương vị ủy ban trung ương của đảng bí thư ban cán sự đảng thống đốc ngân hàng nhà nước đồng chí nguyễn văn bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm. Khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện một số nghị quyết, quy định, quyết định về hoạt động tín dụng ngân hàng gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục. Nhiều cán bộ đảng viên của ngân hàng nhà nước và lãnh đạo chủ chốt một số tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Văn Bình là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của ngân hàng nhà nước và cá nhân đồng chí căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm và quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Bình. Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ khấu đầu trước Bắc Kinh Tổng thống nội thổ nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm chủ nhật ngày 1 tháng 11 đã cúi đầu trước áp lực từ Bắc Kinh khi xóa một dòng tweet có hình ảnh quốc kỳ Đài Loan mà ông đã đăng tải trước đó. Vào chiều thứ sáu ngày 30 tháng 10, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở biển Aegean, ngoài khơi tỉnh Erzmir của thổ nhĩ Kỳ khiến hàng chục người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương. Vào thứ Bảy ngày 31 tháng 10, ông Erdogan đã đăng 3 tweet, mỗi tweet bao gồm cờ của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ. Dòng tweet thứ ba có hình lá cờ Đài Loan, tuy nhiên đến ngày 1 tháng 1, dòng tweet này đột nhiên bị xóa. Thời báo Đài Bắc đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp hôm 2 tháng 10 phát biểu theo thông tin mà văn phòng đại diện của chúng tôi tại Thổ Nhĩ Kỳ có được đó là do sự can thiệp và áp lực của Trung Quốc chúng tôi lên án sự can thiệp và đàn áp đáng tiếc của Trung Quốc đối với vấn đề hỗ trợ nhân đạo vốn không mang ý nghĩa chính trị Bộ Ngoại giao Đài Loan khẳng định hòn đảo sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho cộng đồng quốc tế bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ để thể hiện thiện chí của Đài Loan. Người Israel đến mộ thánh cầu nguyện cho ông Trump. Reuters đưa tin trong buổi lễ tại mộ thánh ở bờ tây ngày 2 tháng 11, các lãnh đạo di dân do Thái hôm đã cầu cùng cầu nguyện cho tổng thống Trump tái đắc cử với lý do ông đã ủng hộ Israel. Chúng tôi đến để cầu phúc cho ông tổng thống Trump để cảm ơn ông vì những điều đã làm trong quá khứ và cũng cầu nguyện cho tương lai của ông rằng ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Jeshai Fleischer, phát ngôn viên của những người di cư Hebron, cho biết một giáo sĩ do Thái điều hành buổi lễ đã cầu nguyện cho Tổng thống Trump có thể tiếp tục nắm quyền 4 năm nữa, đồng thời trích dẫn cam kết bảo vệ người dân, nhà nước và vùng đất Israel của ông chủ tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump hôm 15 tháng 9 đã chủ trì lễ ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ lịch sử giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, được viết tắt là UAE và Bahrain tại Nhà Trắng. Các thỏa thuận được coi là chiến thắng ngoại giao của tổng thống Trump, bầu cử tổng thống Mỹ đã bước vào giai đoạn nước rút và hai ứng viên ông Trump và ông Biden đang dồn hết lực vào các bang chiến trường trong phút chót. Thương vụ Mỹ bán trinh sát cơ cho Đài Loan sắp được duyệt. Reuters dẫn vào nguồn thạo tin hôm 2 tháng 11 cho biết, thương vụ bán 4 máy bay trinh sát cơ không người lái tinh vi của Hoa Kỳ cho Đài Loan đã vượt qua rào cản quan trọng trong nghị viện và đang ở giai đoạn phê duyệt cuối cùng. Thương vụ có trị giá 600 triệu US dollars gồm 4 trinh sát cơ không người lái MQ số 9 Sea Guardian do General Atomics sản xuất, cùng trạm điều khiển ở mặt đất phụ tùng dịch vụ huấn luyện. Sea Guardian có tầm hoạt động là 11.100 km, trong khi đó các UAV hiện hữu của Đài Loan có tầm hoạt động khoảng 250 km. Do đó, Sea Guardian sẽ giúp Đài Loan tăng cường năng lực trinh sát trên phạm vi rộng lớn hơn, đồng thời có thể theo dõi các động thái, cơ sở quân sự, tên lửa của Trung Quốc đại lục. Nếu thỏa thuận thành công, đây sẽ là thương vụ mua bán trinh sát cơ không người lái đầu tiên giữa Mỹ và Đài Loan. Philippines sẽ hứng thêm bão. Theo Reuters, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Hai, ngày mùng 2 tháng 11, cảnh báo nước này sắp phải đối phó bão. Asani đổ bộ vào cuối tuần này khi số người chết do cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, Goni, đã tăng lên 20 người. Asani vẫn đang phát triển trên Thái Bình Dương, hiện có sức gió giật trên 80 km một giờ và có thể sẽ mạnh lên. Nó không mạnh như Goni nhưng vẫn có thể gây nhiều thiệt hại, ông Duterte nói. Cơ quan khí tượng, địa lý và thiên văn Philippines được viết tắt là Pagasa. Dự báo sẽ có khoảng 2-3 cơn bão đổ bộ vào nước này trong tháng 11, cùng khoảng 2 cơn bão trong tháng 12. Goni là cơn bão nhiệt đới thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, bão Goni quét qua các tỉnh phía nam thủ đô Manila của Philippines sáng ngày 31 tây tháng 10 với sức gió 225 km một giờ và giật 315 km một giờ, khiến 20 người chết tại hai tỉnh miền trung Albay và Catanduan sang khoảng 20.000 căn nhà và làm hư hại 1 phần 55.000 căn nhà người Hồi giáo Indonesia biểu tình chống Tổng thống Pháp Macron. Người biểu tình Indonesia tập trung phản đối những phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về Hồi giáo vào ngày 2 tháng 11 năm 2020. Hàng nghìn người Hồi giáo giận dữ biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Indonesia hôm 2 tháng 11, mang theo các biểu ngữ gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là kẻ khủng bố thực sự và yêu cầu trục xuất đại sứ của nước này ngay lập tức, theo Reuters. Hòa cùng làn sóng phản đối dữ dội trên toàn cầu về bình luận của ông Macron về đạo hồi. Những người biểu tình ở quốc gia đa số theo đạo hồi lớn nhất thế giới yêu cầu nhà lãnh đạo Pháp rút lời lại và xin lỗi người Hồi giáo trên toàn thế giới. Theo ý Thượng Đế, người Hồi giáo chúng tôi tha thứ, nhưng nếu ông ta không rút lại tất cả lời nói và bức tranh biếm họa của mình và xin lỗi theo ý Thượng Đế, ông ta sẽ luôn bị khinh thường bởi thế giới Hồi giáo. Naza Duden, người biểu tình 70 tuổi, nói với Reuters, đội trên đầu những chiếc mũ đen, trắng và đeo mặt nạ, người biểu tình Indonesia tham gia vào cuộc biểu tình ngày 2 tháng 11 ở trung tâm thành phố Jakarta. Mang theo các biểu ngữ với bức tranh hiếm họa Tổng thống Pháp, với khuôn mặt ma quỷ màu đỏ, đôi tay nhọn và dòng chữ Macron là kẻ khủng bố thực sự. Đại dịch cúng tàu Nga mùng 3 tháng 11 năm 2020 tại Đức và Âu Châu Viện Robert Koch thông báo có 15.352 ca nhiễm mới ở Đức. Chủ tịch hiệp hội bác sĩ Đức Klaus Reinhard đã cảnh báo về tình trạng quá tải của hệ thống y tế do số người nhiễm virus cúm tàu ngày càng tăng. Ông cho biết bây giờ chúng ta phải kéo phanh khẩn cấp để sức tăng của các ca lây nhiễm mới giảm bớt. Nếu chúng ta không làm điều đó, hệ thống y tế của chúng ta sẽ có nguy cơ bị quá tải chủ thích. Hình các cửa hàng đóng cửa Paris, tình hình sẽ tiếp tục khó khăn thêm nhiều tháng nữa. Đặc biệt, con số lượng bệnh nhân cúng tàu trong các đơn vị chăm sóc, đặc biệt ngày càng tăng, là điều đáng lo ngại. Reinhardt nói con số này đã tăng gần gấp 3 trong hai tuần qua. Tỷ lệ bệnh nhân lớn tuổi cũng tăng trở lại. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều diễn tiến bệnh nghiêm trọng hơn và nhiều ca tử vong hơn thêm một lần nữa. Thêm vào đó, không có đủ nhân viên để chăm sóc cho hết tất cả các giường trong khu chăm sóc đặc biệt. Reinhardt nói, trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên từ các khu vực khác của phòng khám phải được gọi đến, nhưng chúng ta vẫn còn ở cách tình trạng đó một khoảng xa trong khoảng 4 tuần nữa, người ta sẽ biết liệu các biện pháp mới để ngăn chặn đại dịch đã có hiệu lực hay chưa, hoặc liệu có cần phải điều chỉnh hay không. Nhiệm vụ hiện tại là giữ cho đại dịch được kiểm soát. Các biện pháp đã được đưa ra là phù hợp và đứng đắn cho việc này. Tại Pháp hơn 50.000 ca nhiễm, ca mới đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ. Mức cao trước là 52.010 ca, các nhà chức trách cũng ghi nhận hơn 400 ca tử vong trong vòng một ngày tại bệnh viện. Tổng cộng hơn 37.000 người trong cả nước Pháp đã chết vì bệnh COVID-19. Khoảng 20,6% các xét nghiệm hiện nay là dương tính. Theo Hội đồng Khoa học Pháp, châu Âu phải chuẩn bị cho những đợt lây nhiễm tiếp theo. Cơ quan cố vấn của chính phủ Pháp dự kiến sẽ có nhiều đợt liên tiếp vào mùa đông và mùa xuân. Vì vậy chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống cực kỳ khó khăn trong nhiều tháng. Các nhà khoa học cảnh báo, Tây Ban Nha cũng báo cáo một kỷ lục với 55.019 ca nhiễm mới. Tại Hoa Kỳ, các nhà chức trách ghi nhận ít nhất có 88.600 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Tổng cộng hơn 9,33 triệu người đã được chứng minh là bị nhiễm virus cúm tàu, số người chết Liên quan đến virus cúm tàu tăng ít nhất thêm 508, lên tổng cộng là 231.606 người. Kính thưa quý khán giả, điểm tin thế giới đến đây xin kết thúc. Ngọc Dung xin thân ái kính chào tạm biệt đến toàn thể quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chúc quý vị và toàn gia quyến một ngày an lành bình an và hạnh phúc